mình bắt đầu mình nấu nước sôi lên, và tí nữa mình sẽ cho nấm và rau má vào. Thì mình ở đây mình đã cắt sẵn rồi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi nước sôi thì mình có xin chia sẻ với mình chia sẻ với các bạn là mình ăn chay từ năm ngoái, từ tháng 9 năm 2022. Thì mục đích của mình ăn chay là mình để chữa bệnh mắt. Nhưng mà mắt mình là mình không nhìn thấy đường, bị mù tạm thời. Cho nên trong khoảng thời gian đó mình ăn chay mà mình chỉ chú vì mình thấy bệnh mắt. Mình mù tạm thời, cái tivi xưa nó rẻ như nào thì bây giờ nó mình nhìn thấy như vậy á. Ừ. Bây giờ nước cũng đã sôi rồi thì mình bắt đầu mình cho rau vào. Thì trong quá trình trì chú mình thấy là ăn chay thì nó sẽ linh đứng hơn, tại vì trong đó nó không có thịt của chúng sanh, trong đó nó cũng không có một tần, nên tụng chú sẽ dễ linh đứng và nhiếp tâm hơn. Thì các bạn có thể là ăn chay để chữa bệnh vì nó rất là tốt, tại vì mình thử nghiệm rồi. Bây giờ mình nhúng cho nó chín xuống. Nói chung là đây là món mà mình cảm thấy là ngon nhất lúc mà mình nấu giờ luôn. Tại sao mình không ăn mặn để tu hành thì ăn mặn là thì những cái tính cách của con vật đó như thế nào mình ăn vô thì mình hấp thụ hết thì mình sẽ giống nó, là ăn khi ăn ngũ tâm, khi ăn thì tất cả cũng ngũ tâm trong đó, thì trừ chú mà không ngũ tâm thì thôi tốt nhất khỏi trừ cho rồi. Cho nên mình quyết định là mình ăn chay trường. Từ khi mà mình ăn chay trường á thì mình bây giờ nước sôi nhưng mình tắt bếp. Từ khi mình ăn chay trường á là mình thấy sức khỏe của mình nó cải thiện, nó khỏe hơn. Nó trước đó là mình 64, nhưng mà sau khi ăn tầm 1-2 tháng sau thì mình bị sụt tầm 10 kg, tại vì mình biết được là nghiệp chướng của mình là mình chấp nhận. Thật sự là mình ăn như vậy là bình thường, chưa có đủ chất lắm đâu. Nếu muốn đủ chất thì mình chưa có điều kiện nên mình chỉ nấu đơn giản mình như vậy thôi. Thì các bạn có thể tham khảo nấu theo cách của mình. Sau đây là mình nấu canh và rau luôn. Xong tí nữa mình sẽ ăn chung với cái lạc của mình mà chiên từ hôm qua rồi. Tí mình sẽ ăn cơm với lại canh với lạc. Ở đây giữ cơm ăn cái này đi. Ở đây giữ cơm ăn cái máy này cho anh lấy cơm mới. Giữ cơm ăn quay ở đây này. Rồi đợi anh xịt đời. Để đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy cơm. Nói chung là bữa cơm của mình chỉ có đạm bạc như vậy thôi, mình sẽ cho canh vô đây và một ít lạc. Và
chai nước tương. Mình ăn đơn giản như vậy thôi, tại vì cũng chưa có điều kiện lắm. Thì các bạn cứ thử đi, thử ăn chay giống mình đi. Nhưng mà ăn chay là phải kèm với là tu hành. Thì người tu hành đâu không có sợ đủ, không có sợ chú chắc đâu. Tại vì năng lực thần chú là giúp mình đủ rồi. Mình hãy cố gắng nha, các bạn cố gắng. Nó nhìn nó vậy thôi chứ nó ngon lắm á. Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Ha ha ha,